Giang tiếp tục ảnh hạ cái cây mít này các bạn. Cái mít này là siêu nhỏ luôn ba ơi. Cái mít này là cực kỳ siêu nhỏ đó. Nó nằm chùm lên trên cái hàng dây điện. Còn có mấy nhánh nữa mà. Chủ yếu anh hạ cái này để anh lấy anh làm cái bình bông nhỏ nữa mà. Coi nó có lỗi không? Sao thấy nó lão, nó muốn chết rồi nè. Nó còn có mấy nhánh nè. À, quay mấy cái lóng này luôn. Ngồi lên xe luôn. Vậy nó mới hay. Trời đất ơi. Cây này chừng có lỗi à. Nằm ngang hàng dây điện luôn. Mà nhánh nó chết luôn hết rồi. Nó khô hết rồi. Mình biết sâu ăn nó chết hay là nó lão gì mà da đấy anh cắt xuống. Lỗi không? Lỗi đen cái gì đó. Lấy cái này lỗi đen. Ê! Đón xe cái hả? Đòi ở đi. Ồ, cái này có lỗi đó. Thấy không? Cái này có lỗi luôn mà. Bỏng rồi. Lỗ rồi. Nó bọng không? Bọng lỗ rồi. Xả xong hết rồi. Này là mình bông nha các bạn. Khá đẹp luôn. Nó sẽ đẹp ghê không? Ừ. Rồi đó cô ơi, đổ rồi đó cô ơi. Để thấy cái nhánh nó vô dần đi cảm ơn. Rồi rồi. Ôm ra. À, bị hết lỏng cái lỗ rồi, uổng nó sức uổng rồi. Đẹp hơn mấy cái kia nữa. Rồi cái lỗ nó đẹp hơn. Nó tham cô ơi. Rồi lên xe. Ủa khúc bọng này lấy luôn hả? Bọng này lấy làm được không vậy? Rồi xong hết rồi. Mình, xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn các bạn lại video sau nha. Bye bye các bạn nha. Mình trở về làm mình bông nha các bạn. Mình mua của và trô nữa. Thế là dịnh ra. Quay nè. Có dây không? Ồ, có đồ nghề sẵn luôn. Làm xe. Này anh về anh bán lại các bạn ơi. Anh kiếm này đây chắc cũng khoảng được cỡ 1,8 triệu. Này không biết lời lỗ gì chứ thấy trước mắt là thấy không ổn không người mà. Này buồn đi buông chắc lỗ nè. Đừng năm lóng nha mà. Rồi, xin các bạn nha. Rồi,